Tối mùng 9 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Dự đại lễ cầu siêu có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Sự kiện được tổ chức hướng tới lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Thông qua chương trình này nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, góp phần giáo dục, lan tỏa và lưu giữ trong thế hệ trẻ Việt Nam những cống hiến hy sinh thầm lặng của thế hệ đi trước. Nghĩa trang huyện Vị Xuyên hiện là nơi yên nghỉ của gần 2.000 ngôi mộ liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, chiều cùng ngày, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tới dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên tại điểm cao 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Tham gia đoàn có lãnh đạo Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang. Tại đây, trong không khí trang nghiêm thành kính, Trung tướng Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình dâng lên vòng hoa tươi thắm, thắp nén nhang thơm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ biên cương của Tổ quốc.